mình đi thăm lại này nha. Lại nó nổi lên luôn rồi. Ừ, nổi luôn rồi. Mà có vô cái thật là uống luôn, có cá lóc luôn. Có lý. Ồ, được cá lóc. Cứ mấy con cá xe mấy cá sặc luôn kìa. Trời. Làm chơi mà ăn thiệt cái trời. Ngon lành này, ngon lành này. Dạ, bỏ vô cái thùng đi, cá lóc nó nhảy ra luôn á. Có lý. Quay mặt cá lóc cà bá luôn nè. Ồ, cá lóc đồng à nghe. Là lý là mà nó mà không nổi đầu lên là còn vô nữa. Tại nãy nó nổi hết đầu lên luôn rồi. Đúng sao? Ủa, nó nổi gì luôn nè. Có lý là quý gì vậy? Cái này là mình đổ ra là mình tháo cái này ra hay không? Ừ, không thôi mình thọt tay mình bắt cũng được vậy. Nó bắt mất công mình gài lại không? Đi đi, đổ ra. Bởi vì không trong nghề là nó gì đó. Làm cái lóc, cá lóc này là mình phải chấp bằng tay rồi. Chấp bằng tay à? Cái đầu tiên là thấy gì có lý rồi. ngon, được con cá lóc à, có vốn này cái gì ơi, vốn này, ra không Thanh? Nó hơi khó đổ chút mà không được à. Rồi, chính bẻ cây bỏ vô là như thế này. Rồi. Đó, một cái đầu tiên được con cá lóc rồi, có gạo rồi. Nói bây giờ mình dần lại đang đừng cho cá nó nhảy. Rồi, tạm lập thứ ba, được qua đây. Thấy. Quá, trời ơi. Này này đứng sao hết? Con này sao mà đứng vô? Hả? Con này đi vô không được đâu. Con nhảy ra đúng không? Con này cần cả ký luôn đó. Bội thu. Ồ, cá sặc một đống, cá sặc. Bội thu rồi. Ừ, lấy cái bao được. Dạ, à, dạ ông anh ra nè. Chỗ cây bằng à, cây chết ông nè. Ông bằng neo nè. Ông sắt á. Ổn đi ngang không để ý. Chắc mình cầm cái lộp về luôn hay sao đâu, không có gì hết. Thì chắc cầm cái lộp đi. Để em đi lên trên bờ đây coi con cởi nó tạt vô tại vì có bao. Tạm dừng cái chút xíu đi rồi kiếm coi có bao thì mình để lộp mình tạt lại luôn. À. Mình tạm dừng đi. Cái lợp này là mình mới thăm nè. Đó. Thấy hầm quá. Hòa được con cá lóc. Khoảng gần 1 ký cá sặc luôn. Thấy hầm cái gì đây? Thu được chiến lợi phẩm là cái bao. Bây giờ mình phải cho nó vô bao rồi cho nó nhảy. Phải giờ ra bao cả nhà. Ngon lành. Rồi đi. Bên cái này coi có lý không? Không có lý thì mình giờ đi ra nước cái mua này đặt. Đang đi tìm cái lọp thứ hai. Lọp thứ hai là chỗ cậu Thanh á đặt rồi nha. Cá bạc. Nghe thằng chi nó cắm một cái đầu. Để đợi này. Cá lóc bự. Lấy cái thùng này để đựng cá không hết đó. Đây bây giờ kìa. Trời thấy không hay. Quay có lý. Rồi mình đây. Cái sặc cũng ngon rồi bây giờ. Cá sặc để một tay cầm cái này để em bắt cá lóc. Cái lóc lấy cái dao qua đi Thanh này. Lấy em để vô em sợ nó nhảy ra không có sợ gì hết. Ừ. Rồi bây không, giờ bự mà tẹt nó không có dạng mà nó hơi ốm nè ha. Ừ. Ủa thấy hao quá ơi. Đủ. Mạnh dữ. Phải thấy mình đi mình lấy cái bao đi ngon lành. Cái bao là ngon quá trời trong cái thùng này nó nhảy ra. Ừ. Đây mình dọn nó ra nha. Ừ. Chắc khỏi cái quần hay cái áo gì ra. Để nó ra. Đừng có nhảy vô đi. Tính không có mà cuối cùng nó có. Người ta sặc cũng biết luôn, đóng cá sặc luôn nè. Vậy bây giờ phải đổ ra chứ sao? Bây giờ rút cây ra đổ. Rút cây ra làm đó. Rồi bây giờ mình tạm dừng cái thì để video dài không? Không kệ đi, để chút xíu thì mình
nối mình lắm đó. Ừ. Đổ vô. Rồi. Cái gì vậy? Ngon quá. Rồi chờ bởi vì không ai biết chừng mới biết cái này được tan hết luôn nè. Cái này kiếm chừng 100 cái là để chắc cỡ 10 kg quá. Thì đó. Thấy không nè. Đừng 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 như thế này, cái nó không nhảy ra thế này, chạy chạy, chạy sợi con dí rồi. Sợi còn cái tay. Cái này là mình đặt lại đây luôn hay là mình chờ em ta? Đây đi, đây đi, đang nó đang chạy mà. Đang có ăn mà. Rồi, dừng lại chạy đây là mình đặt lại tiếp tục nha. Nó cũng dễ làm đó. Mình cứ lại 2 cây thôi, lại 3 cây mình lại 2. Để xong mình mới đặt. Đây mình lại thấy cái lọc nó nghiêng rồi, phải là cái lọc chỉ đó. Cũng dễ đặt thôi. Mình đang đi tìm cái lọc tiếp theo. Đưa đưa lại anh cầm cái nghe là có ọt rồi đó mà không biết đâu cái lọc thứ ba. Từ đầu qua đây. Hey. Quá, wow, con trời ơi. Ê, này đứng sao hết? Con này sao mà đi? Hả? Con này đi không được đâu. Con nhảy ra luôn, con này cần cả ký luôn đó. Ừ. Bội thu. Wow, cá sặc một đống, cá sặc. Bội thu rồi. Ừ, mà lấy cái bao được. Dạ, dạ, ông anh ra nè. Chỗ cây bằng, cây chết ông nè. Ờ, ông bằng đeo nè. Ông, cái ông sắt á, ông đi ngang không để ý. Chắc mình cầm cái lộp về luôn hay sao đâu, không có gì hết. Thì chắc cầm cái lộp đi. Để em đi lên trên bờ đây coi con cởi nó tạp vô, tại vì có bao. Hả? Tạm dừng cái chút xíu đi. Cái lộp này là mình mới thăm nè. Đó. Thấy hàm quá. Hòa được con cá lóc. Khoảng gần 1 kg cá sặc luôn. Thấy hàm có cái gì vậy? Thu được chiến lợi phẩm là cái bao. Bây giờ mình phải cho nó vô bao rồi cho nó nhảy. Phải giờ ra bao cả nhà. Ngon lành. Cái lóc này nè, nhảy nè. Con này nè, con này mới chiến nè cả nhà. Con này gần cỡ ký có à. Thế hàm. Ây dù. Gì đi nó còn một con cá còn nhiều lắm rồi. Cái này mập, con này ôm này mập. Cái này mà đi bắt đều một cái là bắt rồi chạy về nhà luôn cái gì ơi. Bên đây có anh ở đây. Để mình múc mấy củi mình còn đặt đó.
mình vô nha, có làm đặt giống như vậy. Thôi, tôi giúp nè. Mấy đường khác hả? Còn nó vô đi tiếp đó. Cái nó làm đặt chiến lợi phẩm mình thu được buổi sáng nè cả nhà ơi, nó có 5 cái rồi đó, nhưng mà được 10 cái là được 10 con rồi đó. 5 cái mà có 4 con thôi, tại có 1 con nhảy ngoài à. Đó, hàng qua rồi cái sạch này lên làm gì, lên đi, lên đi gan kho khô không thôi là mình chiên xù á, gan muối á, sao rồi hẹn video sau mình đi thăm nữa đó, chiến lợi phẩm ngày hôm nay mồi bị bả.